chắc là vậy rồi. Hơi, Joe Chun-su cái tên này, rốt cuộc thì hắn ta là người đáng sợ tới mức nào mà khiến cho một cái cảnh sát đội đặc nhiệm cống nạp toàn bộ tiền như vậy chứ? Để coi Joe Chun-su. Joe Chun-su. Hôm nay, Chun-su đã ném đá vào đầu bạn mình, làm cho bạn ấy có bị thương một chút. Nhưng thay vì gọi cho mẹ, cậu bé nói muốn gọi cho chú tới đây. Tiền giam tháng này tôi gửi cho cậu nhiều hơn chút đó. Ê, tôi lấy từ học phí phải nộp của con trai tôi. Cậu cười như vậy có vẻ đẹp trai hơn nhiều đó ha. Ông chú cảnh sát có vẻ rất quan tâm tôi. Chú muốn tôi ra tù rồi làm tay sai cho chú sao? Tôi chỉ lấy làm tiếc vì cậu đang sử dụng bộ não thông minh của cậu theo một cách sai lầm thôi. Nếu như cậu ra tù, tôi sẽ giúp cậu có được một khởi đầu mới. Tôi sẽ giới thiệu một kẻ ngốc cho cậu. Ngốc là Joe Chun-su sao? Là con của ông cướm. Con trai cảnh sát Joe Han-chun đúng không? Cái thằng ngốc này giống y hệt bố cho nên trông xấu trai ghê vậy đó. Nè, ngốc đi học được bao nhiêu chỗ rồi? Sao chú lại không biết chứ? Có một chỗ thôi. Trước đây từng học ở ba chỗ, nhưng mẹ con xin nghỉ hết rồi. Vì bây giờ con không còn ba nữa. Cái ông chú đó, ai kêu chú gửi cho tôi nhiều tiền như vậy làm gì? Nhưng mà nè, sao nhóc lại đánh bạn vậy hả? Chị nói bạn ấy không thích con nữa. Từ giờ bạn ấy muốn là một cặp với nông cho. Bị cướp sao? Nhóc đó đánh nhau giỏi hơn con sao? Trời. Chia tay thì mình cũng phải giữ phép lịch sự chứ. Nếu bạn gái đã nói muốn chia tay thì cũng đừng nên níu kéo. Phải vui vẻ nói lời tạm biệt chứ. Sao lại ném đá vào bạn ấy như vậy được? Làm vậy sao coi được? Đàn ông ai làm vậy? Chúng ta là ai chứ? Chúng ta là đàn ông, chào đón những người tới bên mình. Tạm biệt người muốn đi, những bạn gái mới lại càng chào đón hơn. Ủa, có quả sao? Ưng Chi có giúp nhóc thấy vui vẻ không? Con thấy vui. Vui đúng không? Hạnh phúc mà. Vậy là quá đủ rồi. Hả? Nhóc có biết là nhờ bạn đó mà chính nhóc cũng trưởng thành hơn đó. Cho nên dù bạn đó muốn đến bên người khác, chỉ cần nói là đi nha, mình đã từng thích cậu là được rồi. Vậy là xong thôi. Dạ đúng. Nếu như vậy thì mau qua đó đi ha. Tán bạn khác xinh hơn đi. Tạm biệt con đi nha. Được rồi. Đã chọn được rồi sao? Chun-su tới rồi. Đây nè. Cái thằng nhóc. Nhóc là Đông Phân đúng không? Người đã cướp Ưng Chi. Phòng tiếp công dân. Chào mừng cậu. Cảm ơn anh. Nè, có vui không? Cảnh sát của đội đặc nhiệm lại quay về sở cảnh sát bằng xe cảnh sát vì bị nhóc con 7 tuổi báo án tội hành hung. Tại có một chút mâu thuẫn nhỏ thôi mà. Mâu thuẫn cái gì? Thôi được rồi, đi vô đi. Sở trưởng muốn gặp cậu kìa. Sở trưởng sao? Đúng vậy, đi vô mau lên. Dậy bốc đá cảnh sát. Biết là cậu bận, nhưng tôi mượn một chút nha. Dạ. Nhưng mà hai người có vẻ thân nhau ghê ha. Có câu nói để mô tả là gì ta? Anh em kết nghĩa. Kết nghĩa giường đào. Mọi người đều đang rất vui vẻ, tin tưởng nhau, quan tâm cho nhau. Đúng là những người anh em xương máu ha. Hôm nay có đúng là cậu đi thăm tù không? Thăm tù sao? Dạ. Cũng không có gì to tát đâu. Anh không cần bận tâm tới chuyện đó. Thật ra là tôi tới đó để mà gửi thêm tiền trợ cấp ăn cho tù nhân mà thôi à. Nhưng mà sao anh biết chuyện đó vậy? Anh theo dõi tôi sao? Điều tra sau lưng. Tại sao? Hay không lẽ tôi không có làm chuyện đó đâu. Tôi chưa bao giờ đi xông hơi trong giờ làm. Không phải công chức nào cũng làm những chuyện đó đâu ha. Ngay cả sở trưởng cũng để ý.
biết bao nhiêu người đi xông hơi trong giờ làm. Ôi, điên mất thôi. Như thế này không được. Dù có lỗi với cái tên Đông Tắc, nhưng mà để có thể ra khỏi cơ thể thì chỉ có cách này mà thôi. Đơn từ chức. Cậu lại nghĩ quẩn đọa Đồng Tắc. Tôi quyết định xin nghỉ việc. Làm tới hôm nay cảm thấy đủ rồi. Tôi nghĩ là cần phải gửi lời chào tạm biệt cho nên mới tới đây. Di chúc. Nào nào nào, mọi người chú ý, mới vừa nãy có một tên to gan vừa đến chỗ của tôi và nộp đơn từ chức vì lý do là muốn được cuộc sống thoải mái không màng tới sự đời. Nghe đi, các cậu có thể nghỉ việc bất cứ khi nào các cậu muốn, nhưng chỉ khi các cậu bắt được hết những tên tội phạm đang bị truy nã ngoài kia rồi mới nghỉ. Nếu nghỉ việc trước khi bắt được bọn họ thì các cậu tồi tệ hơn họ nữa, rõ chưa? Rõ. Quan hô đội trưởng, quan hô. Không bao lâu nữa là cuộc bầu cử đã bắt đầu rồi. Dạ. Chúng ta không thể để giới chính trị gây ảnh hưởng đến hệ thống lực lượng cảnh sát. Đó sẽ là một điều rất đáng lo. Vậy anh muốn chức bộ trưởng tư pháp trong nhiệm kỳ mới hả? Vậy sau này nhờ anh hãy chiếu cố cho tôi. Gia cảnh nhà anh tốt như vậy mà sao phải lo lắng chứ. Tôi chỉ là một con thú quan với nhiều điểm yếu. Điểm yếu? Không phải tôi không tin cậu, nhưng mà tổng trưởng thì tin sao đây? Anh không cần lo, tôi sẽ không báo cáo với tổng trưởng đâu. Trời ơi, không phải ý đó. Điểm yếu, ý tôi là chúng ta phải tìm hiểu coi mất bao lâu để đến gần điểm yếu của tổng trưởng. Trước mặt thì cứ giả vờ là chó đi, nhưng mà sau lưng á vẫn cần phải có một lá bài ẩn chứ. Mà chiên cút cái tên đó. Tôi thật sự xin lỗi. Sở trưởng Ba chắc đã nói gì đó không đúng sự thật. Sau này tôi sẽ quản lý chặt chẽ hơn. Và anh ta cũng chỉ là cái đuôi giấy khi tôi ra lệnh thôi. Nghe nói là hôm nay anh ta đã có cuộc trò chuyện với là cha Đồng Tắc, không biết đang có âm mưu gì. Hơn nữa trước đó, sở trưởng Ma cũng đã từng dùng uy quyền của mình để bắt một kẻ lừa đảo cỏn con. Vậy tôi xin phép. Làm sao bây giờ? Trà của sở trưởng Ma đã nguội rồi. Khi khác chúng ta uống sau nha. Tại sao anh không đứng ra để bảo vệ cho anh Han Chun ngày trước chứ? Thôi nào, sở trưởng lúc đó cũng có lý do khó xử với tôi. Thì vụ án của anh Han Chun vẫn chưa kết thúc được đâu. Cậu nói vậy là sao? Cậu đã đưa cái tên Lee Du-sik vào tù rồi mà. Vậy là sao? Cậu vẫn định ngạo mạn như vậy à? Cái tên này đúng là thú hoàng. Anh có biết mấy con thú hoàng thích nhất là cái gì không? Đó chính là cái đuôi của nó.
như những chú chó chạy theo cái đuôi cả ngày. Cứ chạy rồi lại chạy, không bao giờ biết mệt. Những con thú hoang cũng biết quý trọng cơ thể của nó. Ý của anh là ấy là một cái đuôi ngoan ngoãn biết nghe lời. Trưởng công Tố Tắc là người có thể khiến cảnh sát gia có kết cục như Châu Hàn Chuyên. Ơi, giờ không phải là lúc đi làm việc đâu. Cuối năm nên xảy ra nhiều vụ trộm cướp lắm. Hôm nay chúng ta đi quét sạch bọn móc túi trên đường đi. Thiệt tình, cậu là cục trưởng cảnh sát đó hả? Sao cứ bày việc ra để mà làm gì? Chúng ta là ai vậy chứ? Công chức đó, chỉ nên ngoan ngoãn làm theo lệnh cấp trên giao cho và tuyệt đối không bày ra việc để làm. Ê nè, đâu phải công chức nào cũng được như vậy đâu anh. Ai chẳng vậy chứ. Tôi cược đôi tay của mình nếu như có người ngoại lệ. Ôi trời, thiệt tình à. Để em đuổi theo nha. Ê không, nè, đích u à, xin cùng. Mà nè, thứ này để tôi ha. À, dạ. Ôi trời. Chào, tôi là cảnh sát đây. Tôi là cảnh sát. Họ dẫn kẻ mất túi ra theo hướng này, mau đuổi theo đi. Dạ, cảm ơn anh. Ca chết giả rồi. Cô bốc này. Làm sao đây? Ôi mẹ ơi. Cô bông. Cô ăn đi. Cái con bé này không giỏi móc túi thì ít ra cũng phải chạy cho thật nhanh mới đúng chứ. Đừng ở đó khoe khoang dễ bắt được kẻ móc túi ha. Cho ăn rồi vẫn như sợ cảnh sát hả? Ăn đi rồi nói. Sau đó tôi mới quyết định xem là nên bắt cô hay không. Móc túi thì được bao nhiêu đâu hả? Đã nói nhiều lần là bỏ nghề đi rồi mà. Vậy mà vẫn thích móc túi là sao? Anh nghĩ tôi thích lắm hả? Vì bạn trai tôi hết đó. Trời ơi, có 210.000 à. Sao mà đủ tiền phẫu thuật cho anh Su-cha anh bây giờ chứ? Cái gì? Là gì viện phí của anh sao? Anh Su-cha anh à, anh đừng có lo nha. Em sẽ đi móc túi nhiều hơn nữa và sẽ mời được bác sĩ giỏi nhất. Anh sẽ được làm phẫu thuật sớm thôi. Anh hãy tin em đi nha. Mặc dù anh ấy không biết gì. Biết đó, Gong Su-chan biết hết mà ha. Việc cô mạo hiểm vậy để kiếm tiền viện phí cho anh ta, nhưng mà không hề biết ơn cô chút nào. Điều đó thì làm sao mà anh biết được hả? Tôi biết mà. Mắc cười thiệt. Không có đâu ha. Anh Su-chan sẽ cảm động khi anh ấy tỉnh lại thôi. Ôi trời, anh ta là cái thái gì mà cô phải bất chấp tất cả để giúp chứ?